Thưa quý vị, phố đi bộ chợ đêm An Thượng được khai trương vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, được kỳ vọng không chỉ gia tăng sức hút cho phố du lịch An Thượng, thu hút khách đến với khu phố Tây, mà còn bổ sung thêm nhiều sản phẩm du lịch đêm cho thành phố, để gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến với Đà Nẵng. Song, những ngày gần đây, lượng du khách đến với chợ đêm An Thượng lại giảm sút do nhiều nguyên nhân khác nhau, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh chợ đêm An Thượng vào thời gian đầu, không khí còn khá nhộn nhịp, nhiều khách Tây và người dân đến tham quan mua sắm. Còn đây là hình ảnh chợ đêm An Thượng vào hôm qua, ngày 17 tháng 8, không khí có phần trầm lắng, khách đến chợ đêm khá ít, lượng khách không đạt như thời gian đầu. Từ ngày khai trương tức là ngày 15 đó, chợ mình rất là nhộn nhịp, khách Tây cũng có, khách Việt, khách nói chung Hà Nội rồi Hàn Quốc rồi Mỹ đều có hết. Nhưng mà từ ngày qua ngày 20, cách đây cũng 10 ngày tới từ cho đi là kiểu như không ít có sự kiện, không có ca nhạc cũng ít luôn. Thế nên là chợ rất là ế. Là người Quảng Bình có tới đây chơi một lần rồi, thì lần đầu mình tới chơi thì mình cũng tham khảo thức ăn và các lưu niệm, rồi các trò chơi, rồi các thứ thì mình thấy ví dụ các giá cả thì nó cũng tạm ổn, với cái bầu không khí nó cũng vui hơn. Nhưng sau khi mình quay trở lại đây thì mình thấy cái bầu không khí nó không giống trước. Nhiều người phấn khởi khi Đà Nẵng có thêm phố đi bộ chợ đêm An Thượng, song nhận thấy chợ đêm vẫn chưa có điểm nhấn, còn nhiều vấn đề phát sinh. Tất nhiên là ở đây cũng còn hơi lỏng lẻo một tí. Cô nghĩ thêm là có những cái như là nhạc, ca hát tập thể hoặc là những trò chơi tập thể. Hy vọng rằng là truyền thông sẽ mạnh mẽ hơn, cũng như là về các cái vấn đề về hỗ trợ tuyến phố này, cũng như là những hộ kinh doanh cá thể như mình thì nó sẽ được tốt hơn về vấn đề an ninh trật tự này, về vấn đề vệ sinh này, hay là về vấn đề âm nhạc. Tuyến phố đi bộ thì giống như là mình thấy các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội thì các tuyến phố đi bộ nó hoạt động gần như là thâu đêm suốt sáng. Theo phương án tổ chức thí điểm chợ đêm tại khu phố du lịch An Thượng, thời gian thí điểm từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, chợ đêm nằm trên vỉa hè đường Trần Bạch Đằng, đoạn từ đường Lã Xuân Oai đến đường Hoàng Kế Viêm, thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Tổng diện tích khu vực là 500m² với quy mô tổ chức là 30 gian hàng, thời gian hoạt động từ 18 giờ đến 23 giờ. Bên cạnh đó, điểm sân khấu ngoài trời tổ chức biểu diễn nghệ thuật âm nhạc đường phố được tổ chức lưu động trên đường Trần Bạch Đằng trong khu vực chợ đêm. Lý giải về lượng khách giảm sút trong những ngày gần đây, đơn vị tổ chức chợ đêm An Thượng cho biết, thường tầm 20 giờ thì khách tới đông, nhưng hiện nay tầm giờ này lại vắng hết 95%. Nguyên nhân là do thời gian gần đây không tổ chức biểu diễn nghệ thuật như trong phương án đã đưa ra. Không có nhạc đường phố, không có những cái gọi là tiếng ồn để mà gây sóng động, thu hút khách. Không có, tôi biết đó là cái phần đó là cái phần điểm nhấn nhiều nhất là vì đó, như cái chợ không phải khách đến đây để ăn, uống, thưởng thức, mà khách đến đây cũng phải là có cái những cái gì đó gọi là tham quan, vui chơi, giải trí. Theo nhiều cơ sở lưu trú xung quanh khu vực chợ đêm An Thượng, chợ đêm giúp phố du lịch An Thượng sôi động hơn, mang nhiều trải nghiệm cho du khách, song vẫn có những hạn chế nhất định, nhất là gây ra những tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến nhiều du khách lưu trú, nhất là khách quốc tế. Khách sạn thì hiện tại đang nhận rất là nhiều phản ánh từ khách hàng là khu vực này rất là ồn và sau 10 giờ thì khách khó mà ngủ được. Thì tôi kiến nghị là cán bộ cũng như là ban ngành sở du lịch có những cái phương án và đề xuất kiểm tra các cái cơ sở đang hoạt động ở chợ đêm về giảm thiểu tiếng ồn, cũng như là các cái hàng rong sau 10 giờ nhưng mà vẫn sử dụng loa kẹo kéo, hoặc là các cái quán ăn nhà hàng mở cửa sau 10 giờ thì phải hạn chế tiếng ồn. Sau một tháng thí điểm chợ đêm An Thượng, qua nắm thông tin thực tế và phản ánh của nhiều bên, Sở Du lịch thành phố cũng đã có văn bản góp ý hoàn thiện phố đêm An Thượng gửi Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, trong đó đề nghị tiếp tục hoàn thiện chỉnh trang cảnh quan, cần ban hành tiêu chuẩn để lựa chọn loại hình và yêu cầu hàng hóa dịch vụ có chất lượng tốt, khuyến khích các chương trình nghệ thuật, hoạt động âm nhạc có bản sắc văn hóa truyền thống, âm nhạc quốc tế phù hợp thị hiếu du khách quốc tế, đề nghị nghiêm cấm chương trình karaoke
hát cho nhau nghe, phát loa nhạc của từng gian hàng chợ đêm, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, văn minh thương mại, chống đeo bám, chèo kéo khách tại khu phố, v.v. Khách quan bà nói, lợi thế của chợ đêm là thu hút khách du lịch và tạo điểm nhấn màu sắc cho từng địa phương, vùng miền. Song trong quá trình hoạt động, chợ đêm còn có thể làm phát sinh những vấn đề xã hội như tiếng ồn, an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng. Theo đó, với chợ đêm An Thượng, thiết nghĩ Sở Du lịch thành phố và chính quyền địa phương cần đánh giá kỹ hơn, có những giải pháp phù hợp để trung hòa các bên. Quan trọng là làm sao để xây dựng nên một thương hiệu chợ đêm mà chỉ có đến nơi đó, du khách mới được cảm nhận, được trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu của khách. Qua đó có thể trở thành một sản phẩm du lịch về đêm có sức hấp dẫn du khách quay lại nhiều lần.